đây là thung lũng tình yêu nha cả nhà. Gió lớn quá. Trời hôm nay rất là lạnh nha cả nhà. Trời hôm nay chỉ có 14 độ thôi. Và gió rất là lớn. Đẹp quá. Ồ, nó đẹp. Đúng là cảnh đẹp thiệt luôn á. Cảnh quá đẹp luôn. Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và hôm nay bốn anh em mình đã có mặt tại vườn dâu chú Hùng. Bây giờ đang trên đường xuống nha cả nhà. Đây có máy cày. Máy cày đang đưa người mà mua dâu lên nè. Ui chạy ngược luôn ghê vậy. Chạy ngược luôn đó nha. Quá dữ. Đây vườn dâu chú Hùng. Ủa cái này vườn dưa. Phải phải vườn dưa. Vườn dưa Bambino. Chứ không phải vườn dâu chú Hùng. À, dưa gì ngộ quá. Vườn dưa Bambino. Nghe tên lạ ha. Ủa cái gì này à? Trồng rau hay gì á? Cái gì đó? Hoa lan hay gì á? Ừ, ui cha vườn qua kìa. Ui đẹp không? Lớm lớm, vườn qua đẹp lắm nè. Vườn qua. Được. Ui. Đẹp quá ha. Vô tới vườn dâu rồi cả nhà ơi.
do vô trễ đâm ra là hết dâu ngon rồi cả nhà, còn dâu bé bé thôi. Dâu đây là 250 ngàn một ký nữa nha. Lớp vô chảy quá hết vô ngon rồi. Thôi rồi uống quá. Hái này bao giờ được ký? Em hái được nhiều chưa? Anh này nè, có xíu à, mấy trái à. Quá trời vậy. Không còn dâu ngon để ăn nữa. Không, còn dâu hai dâu ngon để hái. Dâu bé 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 không? Leo lên con dốc phê quá trời ơi.
Đuối luôn á. Nhà thấy ghê không? Hồi nãy mấy người kia được đi bằng bằng xe gì? Xe máy cày lên. Còn mình giờ phải đi bộ lên. Thở không? À, cả nhà ơi, thì sau một tiếng đồng hồ vật lộn với vườn rau, đi vườn dâu. Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với vườn dâu thì anh em mình đã hái được bao nhiêu đây? Nửa ký cả nhà. Lượm hái được nhiều không? Còn đó thì lịch trình là anh em mình sẽ đi đồi thông hai mộ, nhưng mà nghe dân ở đây nói là không còn gì để đẹp nữa, không còn gì đẹp để mà tham quan nữa, đâm ra là mình xin kết thúc hành trình ra đây luôn và đi thẳng về Sài Gòn cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.